Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như phát trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Qua hơn 4 tháng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo nghị định số 31 của Chính phủ, hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại Hưng Yên mới được gần 140 tỷ đồng. Nguyên nhân do hồ sơ cung cấp của khách hàng chưa đầy đủ hoặc ngành nghề kinh doanh không đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất, hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng hộ kinh doanh thường không được ghi nhận, theo dõi đầy đủ trên sổ sách giấy tờ, do vậy không cung cấp được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để đáp ứng điều kiện hỗ trợ lãi suất. Hiện nay các ngân hàng tiếp tục ra soát đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo nghị định 31 để nắm bắt và thông báo hướng dẫn hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định. Sáng nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 và trao học bổng cho sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập, có điểm thi tuyển sinh đầu vào đạt cao. Năm học 2022-2023, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh có 950 sinh viên theo học thuộc 7 ngành đào tạo. Với chủ đề năm học là chuẩn hóa chương trình đào tạo, tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo, đặt công bằng và cốt lõi. Đây sẽ là mục tiêu để nhà trường đẩy mạnh hoạt động kiểm định, đánh giá chất lượng dạy và học, thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường học tập năng động, trong sạch, không có tiêu cực, xây dựng trường trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, có uy tín trong nước và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Chiều nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện năm 2022 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết. Trong đó, chương trình tiếp sức mùa thi có gần 800 đoàn viên thanh niên, hỗ trợ gần 4.600 lượt thí sinh, 350 đoàn viên thanh niên tham gia phối hợp với nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh, chung sức xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như công trình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh, khu vui chơi trường mầm non xã Tống Chân trị giá 80 triệu đồng. Đoàn thanh niên công an tỉnh phối hợp với các đơn vị trao tặng 3 công trình thanh niên cùng em đến trường, trao xe đạp, gửi niềm tin và sân chơi cho em tại các trường học ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tổng trị giá 200 triệu đồng. Hiện nay, huyện Tiên Lữ đang triển khai thực hiện 36 dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó có 19 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 và 7 dự án khởi công mới năm 2022. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 6 dự án, còn lại là ngân sách huyện đầu tư. Ngoài 2 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo công trình, nâng cấp 2 tuyến đường DH92 và DH72, hiện tại trên địa bàn huyện Tiên Lữ còn một số dự án đầu tư khác thuộc lĩnh vực giao thông bị chậm tiến độ do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng phải xin điều chỉnh, gia hạn như dự án xây dựng đường tránh DH93, dự án xây dựng đường trục Bắc Nam, nối quốc lộ 38 với đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Tại Hưng Yên, các ca bệnh sốt xuất huyết những ngày này có chiều hướng tăng nhanh với yếu tố dịch tễ phức tạp, hầu hết các ca bệnh trong cộng đồng. Trong 10 ngày trở lại đây, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 8 đến 10 ca, số giường bệnh điều trị cũng luôn trong tình trạng chật kín với trung bình khoảng 40 bệnh nhân điều trị nội trú. Theo bác sĩ, hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài và có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn. Một số bệnh nhân xuất hiện những đốm sốt xuất huyết dưới da. Dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, thời tiết cũng tạo thuận lợi cho loang quang, bọ gậy phát triển. Cùng với đó là các biện pháp phòng dịch của người dân vẫn chưa đảm bảo. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống sốt xuất huyết. Cũng liên quan đến vấn đề này, tại Quảng Ninh, trong vòng một tháng qua, số ca mắc sốt xuất huyết cũng đã gia tăng đột biến. Từ đầu tháng đến nay, khoa các bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 53 ca sốt xuất huyết. Cao điểm có ngày có tới 20 bệnh nhân phải điều trị tại khoa. Theo CDC Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 128 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng trong vòng một tháng trở lại đây, có tới 88 ca mắc. Đáng chú ý, số bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên chiếm trên 90%, trong khi mọi năm số trẻ mắc sốt xuất huyết thường cao hơn so với người lớn. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Con đường lây truyền của bệnh là từ mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền cho người lành qua vết đốt. Bệnh chưa có vaccine và cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, việc xử lý mũi, loang quang, bọ gậy vẫn là những biện pháp quan trọng nhất trong phòng ngừa sốt xuất huyết lây lan thành dịch. Ngày 19 tháng 10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, trong lúc tuần tra trên vùng biển Tây Nam, đơn vị đã phát hiện tàu đánh bắt thủy sản chở lượng lớn dầu DO trái phép nên tiến hành tạm giữ.
vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 17 tháng 10 trên vùng biển cách tây bắc quần đảo Thổ Chu, thành phố Phú Quốc khoảng 16 hải lý. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá số hiệu TG90108TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Lê Việt Trương, sinh năm 1967 thường trú đường Nguyễn Thị Định, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang làm thuyền trưởng. Tàu không có kết nối với thiết bị giám sát hành trình. Theo lời khai của thuyền trưởng, trên tàu đang vận chuyển hơn 40.000 lít dầu đeo, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, tài xế xe tải biển 22C08248 liên tục cố ý không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang chở một bệnh nhân đi cấp cứu. Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay khi nhận thông tin về xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch bị tạt đầu, Phòng Cảnh sát Giao thông đã xác minh và triệu tập tài xế xe tải lên làm việc. Theo thông tin ban đầu, ngày 17 tháng 10, tài xế xe tải biển số 22C08248 liên tục cố ý không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ. Trên xe cấp cứu lúc đó chở một nữ bệnh nhân bị châu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi đi cấp cứu ở Hà Nội. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, xe tải đã liên tục tạt đầu và không nhường đường cho phương tiện ưu tiên. Trưa nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đã làm rõ một số tình tiết trong vụ lợi dụng trận mưa lịch sử đêm 14 tháng 10 để trộm hàng trăm điện thoại trị giá 1,2 tỷ đồng của siêu thị điện máy xanh. Theo đó, 5 nghi phạm gồm Phạm Bảo Duy, 24 tuổi, Hồ Minh Chí, 19 tuổi, Hà Công Tiến, Nguyễn Bá Hoàng Quân cùng 20 tuổi, Tạ Quốc Thắng, 23 tuổi, đều ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Định. Các nghi phạm khai nhận vào đêm ngày 14 tháng 10, trong lúc đánh pizza, thấy trời mưa lớn, ngập đường nên cả nhóm đi về. Khi đi ngang qua cửa hàng điện máy xanh 116 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, cả nhóm thấy cửa kính cường lực bị vỡ và trong cửa hàng không có người trông coi nên đã rủ nhau vào hôi của. Tại đây, các nghi phạm thấy các túi ni lông lớn do nhân viên gom điện thoại vào để tránh bị ướt nên đã lấy trộm và nhanh chóng tẩu thoát. Ngày 18 tháng 10, Thủ tướng mới của Thụy Điển đã công bố chính phủ mới bao gồm 23 bộ trưởng, trong đó có một bộ trưởng trẻ nhất lịch sử chính trường của Thụy Điển khi mới 26 tuổi. Theo đó, bà Romina Pourmokhtari, 26 tuổi, trở thành Bộ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Thụy Điển trong đợt bổ nhiệm mới đây của tân Thủ tướng Kristersson. Bà Pourmokhtari sinh ra trong một gia đình gốc Iran ở ngoại ô Stockholm. Hiện đang đứng đầu lớp trẻ trong đảng tự do. Trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng trẻ nhất, bà không có nhiều tiếng nói về vấn đề môi trường. Kỷ lục bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thụy Điển trước đây là bộ trưởng giáo dục Aiza Hatzialik được bổ nhiệm vào năm 2014 khi bà 27 tuổi. Chính phủ Indonesia thông báo quyết định về việc phá dỡ sân vận động Kanjuruhan, nơi xảy ra vụ bạo loạn làm 133 người thiệt mạng hôm 1 tháng 10 và xây dựng một sân vận động khác theo tiêu chuẩn FIFA. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Indonesia Joko Widodo với Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino, người đang ở thăm Indonesia để kiểm tra công tác liên quan đến việc chuẩn bị giải bóng đá World Cup U20 diễn ra tại đây trong năm sau. Indonesia với sự trợ giúp của FIFA sẽ xây dựng lại sân vận động Kanjuruhan theo tiêu chuẩn FIFA. Sân vận động mới sẽ có cơ sở hạ tầng phù hợp, bảo đảm an toàn cho các cầu thủ và người hâm mộ. Chủ tịch FIFA chia sẻ, mục tiêu chính của FIFA là cải tạo hoạt động của các sân vận động và nâng cao ý thức của cổ động viên. FIFA cũng sẽ hỗ trợ xây dựng chương trình bóng đá học đường cho nước này. Vụ bạo loạn xảy ra trên sân vận động Kanjuruhan hôm 1 tháng 10 khiến 133 người thiệt mạng. 6 người bao gồm cảnh sát và thành viên ban tổ chức đang đối mặt với các cáo buộc hình sự. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Ottawa của Canada cảnh báo trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều dịch bệnh mới xuất hiện khi lớp băng trên bề mặt trái đất tan nhanh, làm nhiều vi khuẩn sống lại và phát triển. Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã lấy mẫu đất và trầm tích từ hồ Hazen ở vùng phía bắc xa xôi của Canada, nơi nước từ các sông băng ở địa phương tan chảy vào để đi giải trình tự gen. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong các mẫu này xuất hiện các virus lạ. Mặc dù hiện vẫn chưa xác định được số lượng các virus lạ trong các mẫu được lấy và tác động của chúng tới môi trường hiện tại, song thực tế này đang dấy lên lo ngại về khả năng các vi khuẩn lạ có thể dễ dàng lây lan từ các sông băng ra bên ngoài môi trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.